Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình 100 đội fashion phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VITV. Thưa quý vị, thời điểm này thì 4 tuần lễ thời trang lớn trên thế giới, New York, London, Milan và Paris, thu đông 2014-2015 đã kết thúc. Tuy nhiên, những mẫu thiết kế thu đông mới nhất cùng những sáng tạo nổi bật trên sân khấu của các sàn diễn vẫn còn tác động mạnh tới rất nhiều đối tượng trong thế giới thời trang. Và trong chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng chiêm ngưỡng lại những sân khấu độc nhất vô nhị đó. Trước tiên sẽ là những thông tin thời trang được cập nhật trong tuần. Vào thời điểm này, thị trường thời trang xuân hè trong nước đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết, khi hàng loạt các thương hiệu đều đã tung ra những bộ sưu tập mới nhất của mình. Và Pantio cũng không ngoại lệ, khi những cơn mưa phùn đầu mùa chưa dứt, họ đã trưng diện cho những màn nơ canh trong các cửa hàng của mình những mẫu xuân hè 2014 mới nhất. Những mẫu thiết kế xuân hè 2014 Pantio gồm hai dòng sản phẩm chủ đạo, Pantio Basic và Pantio Classic. Các mẫu thiết kế được làm chủ yếu từ chất liệu tissue và lụa cát mỏng mịn, kết hợp với một số chi tiết biến tấu trên bề mặt vải. Với dòng sản phẩm Pantio Basic, nhà thiết kế lựa chọn những gam màu nổi bật cho mùa hè như cam, đỏ, hồng, biến hóa thành những đường kẻ ngang đầy tinh tế trên nền trắng. Họa tiết kẻ ngang luôn được ưa chuộng bởi nó mang lại sự hiện đại, trẻ trung cho người mặc, bất kể trong mùa thu đông hay xuân hè. Đó chính là khi mà mình sử dụng những cái mảng ghép phối màu để tạo nên hiệu ứng kẻ. Bởi vì mình không sử dụng những cái vải kẻ có sẵn ở trên thị trường mà mình muốn nhìn qua những cái mẫu ấy, thấy được sự đơn giản, trẻ trung nhưng mà cái kỹ thuật và cái hiệu ứng sự kết hợp chất liệu đó là cả một sự nghiên cứu của phòng thiết kế. Pantio Classic được xây dựng trên cảm hứng đen trắng và sự tối giản, kết hợp tinh tế với các họa tiết pha ren và khóa kéo kim loại. Dòng sản phẩm lấy cảm hứng trên nền vải trắng tinh khôi, tạo cảm giác trẻ trung thoáng mát trong thời tiết chuyển mùa. Họa tiết ren màu đen được nhà thiết kế này rất ưa chuộng sử dụng. Màu trắng thì đầu mùa xuân hè mang lại cái sự tươi mới mát mẻ và những cái phối màu nó cũng mang lại cái sự tươi trẻ như thế. Ngoài ra thì cái chất liệu ren nó vẫn chưa bao giờ là lỗi mốt cả. Thì những cái điểm xuyết ren nhẹ nhàng thì nó sẽ cũng đem lại cái sự mềm mại trong những cái sản phẩm mà Pantio muốn mang đến cho khách hàng. Để có được những thiết kế tối giản mà vẫn toát lên vẻ sang trọng, quý phái cho các quý cô, các nhà thiết kế của Pantio đã rất tỉ mỉ trong tất cả các công đoạn, từ chọn chất liệu, màu sắc đến những đường cắt sắc bén, phụ liệu kết hợp hài hòa, tinh tế. Đây là những bộ trang phục mang tính ứng dụng cao, phù hợp với mọi form dáng người và tôn lên vẻ đẹp nữ tính, thanh lịch cho người mặc. Đó chính là cách phối chất liệu và màu sắc. Thứ nhất là chất liệu phải đảm bảo được đúng cái mùa xuân hè, nó đem được sự thoáng, form dáng, suông làm cho người mặc thấy cảm thấy thoải mái và phù hợp với rất nhiều dáng người. Ví dụ như dáng người thấp hoặc là dáng người hơi đậm người một chút thì khi mà chúng ta sử dụng những cái dáng, form dáng đấy đều tôn được cái vẻ đẹp của cơ thể và che lấp được một số những cái nhược điểm của lứa tuổi cũng như là của cái người châu Á. Ngoài ra thì cái khi mà mình chọn được cái chất liệu phù hợp ấy, khi mình kết hợp lại với chúng ấy thì thật sự là nó tạo nên một cái nét tinh tế mà khi mà người ta sử dụng lâu người ta sẽ cảm nhận được. Khi mà nhìn thoáng qua chúng ta không cảm thấy đâu, nhưng khi mua sản phẩm hoặc là cầm đấy nhìn trực tiếp sản phẩm thấy được là những cái bề mặt của chất liệu kết hợp với nhau tạo đến một cái sự tinh tế trong sản phẩm. Và cái hai là nó phải rất sắc nét trong cái đường may, đường cắt cúp thì mới đem được đấy đúng cái tiêu chí thẩm mỹ của sản phẩm mà thiết kế phòng thiết kế mang lại cho khách hàng. Diện những chiếc váy liền dáng suông mềm mại, thanh lịch trong tiết trời oi ả của mùa hè sẽ là lựa chọn được nhiều bạn gái công sở yêu thích bởi vẻ nữ tính và duyên dáng. Những mẫu thiết kế xuân hè 2014 của Pantio được thiết kế trên nền vải trắng tinh khôi, điểm xuyết những gam màu tươi tắn, đỏ, cam, hồng. Đặc trưng của mùa hè sẽ mang lại cảm giác mát mẻ tươi mới.
đặc biệt khi những gam màu pastel nhẹ nhàng được dự đoán sẽ lên ngôi trong thời tiết chuyển mùa năm nay. Tiếp nối tuần lễ thời trang Argentina lần thứ 40 được tổ chức tại Buenos Aires, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những thiết kế mới nhất trong ngày trình diễn hôm 12 tháng 3 vừa qua. Mở đầu show diễn là bộ sưu tập có tên Coupe de Cire của nhà thiết kế Veronica de la Cana. Điểm nổi bật của bộ sưu tập là những thiết kế đồ lót màu kem gợi cảm với áo nịt ngực gen thêu tay, đính kim cương kết hợp với tất đùi cao. Sau những thiết kế đồ lót sang trọng là những thiết kế ấn tượng trong bộ sưu tập Emotion của nhà thiết kế Adriana Costantini. Thiết kế của Costantini nhìn chung có tính ứng dụng tốt, được thiết kế dành riêng cho phụ nữ Argentina. Các thiết kế của Benito Fernandez cũng cho thấy sự sáng tạo của mình dành cho mùa thu, trong đó tập trung vào trang phục dạ hội. Các phong cách thay đổi từ bản in đầy đủ màu sắc đến trang phục màu đen kết hợp với vải tuyên trong suốt đưa khán giả đi từ cảm xúc này đến ngạc nhiên khác. Hơn 20 bộ sưu tập từ các nhà thiết kế trong nước và quốc tế sẽ được trình diễn lần lượt trong tuần này. Hầu hết những bộ sưu tập mới nhất trong mùa thu đông 2014 có kiểu mẫu phản ánh chủ đề những lãnh thổ của người Argentina ăn mừng một loạt thành tựu của phụ nữ Argentina năng động, mạnh mẽ và táo bạo. Fashion vlogging hay được gọi là FV là dạng clip hiện đang rất nổi tiếng trên mạng xã hội YouTube. FV ra đời làm những tín đồ yêu thời trang quên đi cách cập nhật xu hướng quen thuộc đến nhàm chán như blog, lookbook hay dạo Facebook mỗi ngày. Trên YouTube giờ đây tràn ngập cộng đồng những người yêu thời trang và dám thể hiện bản thân ra đời dưới tên gọi Fashion Vlogger như Wendy Nguyễn, Melissa và Stephanie từ channel Fashion Citizen. Samantha, chủ sở hữu kênh Beauty Cruise, là một người yêu thời trang và là một FV thực thụ. Sự xuất hiện của cô gái đến từ London này tạo nên một làn sóng tự tin trong cộng đồng FV. Thiên về gu lãng mạn, nữ tính nhưng vẫn và chút ngẫu hứng, sự tự tin không giấu giếm những khuyết điểm ngoại hình khiến mọi bộ đồ Samantha mặc đều trở nên đẹp lung linh. Gặp cô bạn tròn vo này, bạn sẽ ngỡ ngàng bởi béo vẫn có thể mặc quần cặp cao với áo dây, hay không sở hữu chiều cao lý tưởng vẫn diện váy maxi chấm gót. Samantha đã chứng minh cho người xem thấy, thời trang không có chuẩn mực, quy tắc, thời trang dành cho tất cả mọi người. Với những cô nàng mê đồ bình dân thì Glossy Encounter lại là một miền đất hứa. Nhìn những bộ đồ của Jen và Sarah, hẳn ai cũng nghĩ là hàng hiệu, nhưng bất ngờ rằng hai cô bạn là tín đồ của hàng second hand. Không chạy theo mốt, không quá cầu kỳ, Jen và Sarah khéo léo kết hợp đồ cũ với những món đồ thương hiệu bình dân để sang nhất có thể. Những clip từ Glossy Encounter khẳng định khi đã hiểu về thời trang thì sẽ không quan tâm đến nguồn gốc, chỉ cần phù hợp sẽ làm nên vẻ thời thượng. Với FV, chỉ cần một chiếc camera nhỏ, họ có thể mang đến cho người xem tất cả mọi thứ từ tủ đồ của mình, rồi cách sắp đặt, mix chúng với nhau ra sao để tạo nên một vẻ ngoài hoàn hảo. Còn đối với những người yêu thời trang, lướt web không chỉ còn là tìm kiếm tiếng cười giải trí đơn thuần như xem vlog, mà còn để tìm hiểu, khám phá những kinh nghiệm mix đồ, chọn đồ của những fashion vlogging, những người có gu thẩm mỹ được nhiều người yêu mến. Thưa quý vị, tuần lễ thời trang thu đông 2014-2015 của 4 tuần lễ thời trang lớn vừa qua, ngoài cách gây ấn tượng với giới thời trang bằng những thiết kế trang phục đỉnh cao, thì ý tưởng xây dựng sân khấu trình diễn cũng là cách để các nhà thiết kế tạo nên sự chú ý cho các thương hiệu của mình, như vòng tròn lửa, thung lũng tuyết hay sân khấu opera có 102.
Và ngay sau đây mời quý vị cùng khám phá những sân khấu độc đáo này. Từ kinh đô thời trang số 1 thế giới New York năm 2013, nơi được cho là nhộn nhịp và năng động nhất trên thế giới, cho đến kinh đô thời trang lãng mạn và đẳng cấp như Paris, hay những phá cách điên rồ của London và Milan đều được chứng kiến những show diễn vô cùng độc đáo và sáng tạo trong tuần lễ thời trang mùa thu đông 2014-2015 vừa qua. Tại 4 tuần lễ thời trang này, thế giới đã được cập nhật hàng ngàn mẫu thiết kế mới nhất từ hàng trăm nhà thiết kế đến từ khắp nơi trên thế giới. Câu hỏi đặt ra cho các thương hiệu thời trang có bộ sưu tập được trình diễn trong các tuần lễ này đó là làm thế nào để thành công và nhận được nhiều tung hứng của truyền thông hay sự bình luận hấp dẫn từ các nhà phê bình, cũng như nhận được nhiều đơn hàng từ các khách hàng khó tính nhất trên toàn cầu. Câu trả lời không thể khác đi, đó chính là cách thể hiện sự khác biệt để tài năng và sự sáng tạo đạt đến đỉnh cao nhất có thể và thu hút được thế giới. Để làm được điều này không hề dễ, bởi bên cạnh những yếu tố quan trọng khác, sự khác biệt không bị định biên trong các ý tưởng dành cho các mẫu thiết kế, mà chúng vượt ra khỏi đó để tăng thêm hiệu ứng cũng như quyền lực cho các mẫu thiết kế bằng chính sân khấu trình diễn. Thông qua sàn diễn này, nhà thiết kế có thêm đất và điều kiện để kể thêm câu chuyện hấp dẫn của mình trong mùa thu đông 2014-2015. Nhà thiết kế trẻ tuổi Alexander Wang đã trở thành niềm tự hào của châu Á khi trở thành giám đốc sáng tạo của thương hiệu cao cấp Balenciaga. Tuy nhiên, với thương hiệu mang tên chính mình, anh luôn giữ được những nét riêng độc đáo và luôn tôn vinh nhịp sống trẻ trung hiện đại. Ngày 10 tháng 2, nhà thiết kế Alexander Wang đã có buổi giới thiệu bộ sưu tập thu đông 2014 của anh tại Brooklyn Navy Yard. Và ngoài sự độc đáo từ những mẫu thiết kế của mình, sân khấu trình diễn của Alexander Wang cũng góp phần gây ấn tượng mạnh tới tất cả những người theo dõi trong khán phòng. Buổi biểu diễn được chia làm hai trường đoạn. Phần đầu những người mẫu sải bước trình diễn những mẫu thiết kế một cách bình thường trên đường băng dài và dãy cột hộp màu ghi dựng đứng ở giữa sân khấu. Trong phần cuối, một nhóm 12 người mẫu trong trang phục đen tiến ra bàn tròn giữa sân khấu trong tiếng nhạc mỗi lúc một dồn dập. Người mẫu yên vị và bàn tròn xoay từng vòng. Hệ thống đèn được tính toán từ trước. Từ trên cao bắt đầu chiếu sáng đã tạo nên hiệu ứng thay đổi màu sắc trên những thiết kế được cắt laser tinh xảo vô cùng độc đáo và thú vị. Từ màu đen sang màu xanh, màu vàng hoặc màu tím, sau đó từ từ nhạt dần khi họ quay đi. Tất cả màn trình diễn đã đem đến một cảm xúc mạnh mẽ và huyền bí. Bên cạnh sân khấu độc đáo, cách thể hiện khác biệt thì bộ sưu tập thu đông 2014 của Alexander Wang cũng được đánh giá cao về hiệu ứng công nghệ ứng dụng trong lĩnh vực thời trang. Các mẫu thiết kế của anh dành cho mùa này đậm chất thể thao và mang tính thẩm mỹ vượt trội. Những gam màu rực rỡ như xanh lá cây, tím, vàng, neon, xanh dương, đỏ thắm tạo nên những hình ảnh tươi mới. Đặc biệt, những chiếc áo khoác bóng hình hộp của Alexander Wang thật sự đã biến hóa màu xám ảm đạm trở nên ứng dụng hơn. Các chiếc túi vá tạo nên sự tiện lợi cho người mặc khi mà những vật dụng cá nhân từ iPad, điện thoại, bật lửa và son môi đều có thể mang theo bên người và không cần đến túi xách. Đó là một sự dung cảm mạnh mẽ của nhà thiết kế trẻ tài năng này cho mùa thời trang thu đông 2014. Cũng trên sàn diễn của tuần lễ thời trang New York, khác với Alexander Wang, thương hiệu Tommy Hilfiger lại đem đến một trải nghiệm khác cho người xem.
sân khấu của Tommy Hilfiger tại tuần lễ thời trang New York thu đông 2014-2015 được dàn dựng như một thung lũng triệt tuyết rộng lớn. Hình ảnh những ngọn núi được phủ tuyết trắng xóa ẩn mình trong những cánh rừng hùng vĩ của thiên nhiên. Có lẽ, ý tưởng độc đáo cho sân khấu được xây dựng để ăn khớp với những thiết kế trang phục đầy khỏe khoắn và năng động trong bộ sưu tập này. Trong sân khấu khá gần gũi với những chiếc sóc đồi, nóc nhà và gốc cây, các thiết kế của Tommy thật sự sống động và gần gũi với thiên nhiên. Đó cũng chính là mục đích mà hãng thời trang này hướng tới, mang lại sự thoải mái và phóng khoáng cho người mặc. Những thiết kế từ các chất liệu như len cashmere, da miếng, lông cừu và lụa là những điểm nhấn đáng chú ý cho bộ sưu tập thu đông 2014. Những chiếc áo rộng là một xu hướng mới ngày càng lan rộng trong thời gian gần đây. Tiếp nối ý tưởng từ các mùa trước, năm nay mở rộng sang những mẫu váy maxi với họa tiết tua. Bảng màu của bộ sưu tập vô cùng đa dạng, pha trộn hài hòa các sắc nóng, lạnh trong phạm vi tông trầm, tạo nên sự trẻ trung nhưng không hề lè lẹt cho người mặc. Tại tuần lễ thời trang New York thu đông 2014-2015, Monker Greenover đã đem đến một khúc giao hưởng mùa đông đầy ấn tượng. Quả là một sân khấu trình diễn thú vị cho người yêu thời trang, Monker Greenover đã mang đến sân khấu Hammerstein, New York một trải nghiệm nghe nhìn tuyệt vời. 60 mẫu nam nữ trong trang phục màu đen trắng đầy ấn tượng được xếp thành cấu trúc tầng bậc như một dàn hợp xướng. Trước mắt họ, 9 ca sĩ và một nhạc trưởng đứng trên bục hòa tấu thủy lực. Con lắc của dàn hợp xướng là một trong 10 yếu tố làm nên âm thanh hoành tráng của dàn nhạc, được thành lập tại Thụy Sĩ vào năm 1999 bởi Andre and Michael DeCoster. Dàn hợp xướng đã tạo nên thứ ngôn ngữ cơ thể đặc biệt cho những âm thanh vô hình bằng cách kết hợp những bản nhạc trữ tình với chuyển động cơ thể của các nghệ sĩ, cộng hưởng với hiệu ứng của lịch hấp dẫn. Bài hát truyền thống Alpine được chia nhỏ thành nhiều phân đoạn, kết hợp với âm thanh điện tử để mang đến những trải nghiệm mới lạ. Tốc độ âm thanh, sự dao động vật lý tạo ra cảm giác chỉ có thể tìm thấy khi đang leo núi trên độ cao thăm thẳm, nơi không khí được bao trùm bởi một sự lạnh giá tuyệt đối. Khác với sản diễn thời trang của New York, màn trình diễn vô cùng ấn tượng trên sân khấu ngập nước của Hunter tại tuần lễ thời trang London thu đông 2014-2015 đã khiến tất cả khách mời có mặt tại show diễn lúc đó phải ngạc nhiên. Và show diễn này là show diễn đầu tiên của hãng và nó cũng là show diễn đặc biệt nhất của tuần lễ thời trang London. Mời quý vị theo dõi. Màn trình diễn vô cùng ấn tượng trên sân khấu ngập nước của The Hunter tại tuần lễ thời trang London thu đông 2014-2015 đã khiến tất cả khách mời có mặt tại show diễn lúc đó phải ngạc nhiên. Mới trước đó, sân khấu của show trình diễn trông hoàn toàn bình thường với những đường băng đen, ánh sáng tối cùng hàng cây dương xỉ điểm lác đác. Và sau khi nhạc cùng ánh sáng bắt đầu nổi lên, các người mẫu xải những bước dứt khoát trên sàn catwalk, người xem mới bất ngờ vì những tia nước bắn lên đầy ấn tượng dưới chân người mẫu. Hunter Original chủ yếu được biết đến qua các sản phẩm bốt da Wellington, hãng đang đặt thêm một bước tiến mới vào làng thời trang. Và mùa thu đông tới, giám đốc sáng tạo Alasdair Willis đã trình diễn bộ sưu tập thời trang đầu tiên của hãng. Và đây là một trong những show diễn hot nhất tại tuần lễ thời trang London thu đông 2014. Trên sàn catwalk trang trí bằng những thân cây xếp thành hàng, dàn người mẫu bước đi trên sàn nước ngập đến mắt cá chân. Họ diện áo khoác phao màu bạc hiện đại, áo mưa bằng nhựa bóng, áo khoác bằng len thô thanh lịch, áo len hai màu và trang phục kiểu đồ lặn sành điệu. Phụ kiện đi kèm khá đa dạng, từ túi xít dây đến túi da và cả mũ len che mặt.
Màu sắc chủ đạo của bộ sưu tập lần này là xanh kaki và đen. Những chi tiết lâu đời trên dòng bốt chứ danh của hãng vẫn được giữ nguyên, từ chiếc khóa đến viền cao su trên cổ bốt. Chưa dừng lại ở đó, điểm nhấn nổi bật nét sơ diễn được giới thiệu vào phút cuối cùng. Giữa những thân cây bạch dương ánh bạc và phông nền màu đen tuyền, ảo thuật gia đại tài Dynamo xuất hiện và khiến khán giả sửng sốt bởi màn biểu diễn không tưởng của mình. Sau đó, một cơn mưa lá bài rơi xuống, khép lại show diễn trong khung cảnh vô cùng ngoạn mục và kỳ bí. Không chỉ cuốn hút những người yêu thời trang bằng những bộ sưu tập thu đông mới nhất cho năm 2014-2015 trong khuôn khổ tuần lễ thời trang Milan, ý tưởng sân khấu trong show diễn của các nhà thiết kế lừng danh như Roberto Cavalli và Dolce & Gabbana cũng được giới chuyên môn đánh giá cao và gây ấn tượng hơn cả trong buổi biểu diễn của các show diễn khác. Mời quý vị cùng chiêm ngưỡng các mẫu thiết kế cũng như sân khấu độc đáo của tuần lễ thời trang Milan. Show diễn của thương hiệu Roberto Cavalli là một show diễn được giới chuyên môn đánh giá cao và ấn tượng nhất của tuần lễ thời trang Milan. Ngay từ phút đầu tiên của show diễn, cả khán phòng dường như bị choáng ngợp bởi những đốm lửa chạy lan thành vòng tròn lớn ngay chính sân khấu giữa. Kết hợp với hiệu ứng ánh sáng cùng với làn sương khói kỳ ảo tạo nên khung cảnh hoành tráng đầy ma mị. Sàn diễn càng trở nên rực sáng khi những hình ảnh đốm lửa phản chiếu dưới mặt nước trở nên lấp lánh hơn. Phá vỡ không gian hoàn hảo đó là hình ảnh từng người mẫu với thần thái lạnh lùng xuất hiện và bắt ánh nhìn của người xem theo bước chân của họ. Có lẽ quý ngài Roberto Cavalli tiếp tục tạo nên dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của mình bằng những mẫu thiết kế mang họa tiết ngọn lửa bùng cháy đầy kiêu hãnh trong bộ sưu tập cho đến ý tưởng tạo nên sàn diễn độc đáo đầy cá tính này. Show diễn của Dolce & Gabbana là một trong những show diễn được liệt kê vào danh sách của những show diễn có sân khấu độc đáo nhất trong tuần lễ thời trang thu đông 2014-2015 của Milan. Sự đẳng cấp luôn là đích ngắm mà Dolce & Gabbana hướng tới, từ sân khấu thiết kế trang phục cho đến ý tưởng trình diễn trên sàn catwalk. Ngay sau khi show diễn đình đám Dolce & Gabbana thu đông 2014-2015 vừa kết thúc, người xem vẫn còn chìm đắm trong dư âm thần tiên kỳ ảo mà ý tưởng dàn dựng sân khấu của hãng thời trang này xây dựng. Sự xuất hiện của cây cổ thụ sừng sững dần vươn lên mặt đất từ sân khấu xoay tròn, ẩn bên dưới sàn diễn, hòa trong làn sương khói tạo nên ấn tượng khó quên cho người xem. Kết hợp với hiệu ứng công nghệ đỉnh cao để tạo nên kỹ thuật ánh sáng màu tím và âm thanh tựa thiên nhiên núi rừng hùng vĩ, tạo cảm giác hư hư thực thực cho người xem. Trái ngược với không gian đó là sự xuất hiện của dàn người mẫu trong những thiết kế trang phục đẳng cấp với nét đẹp hoàng gia và sang trọng kiêu sa đặc trưng của Dolce & Gabbana, khiến người xem không thể bỏ lỡ bất kỳ giây phút tuyệt diệu nào trong show diễn. Khác biệt với sân khấu trình diễn của Milan, London và New York, tuần lễ thời trang Paris được dịp bất ngờ với show trình diễn của Chanel và Alexander McQueen. Sàn diễn của Paris biến thành một hoang mạc lãng mạn và bảo tàng lừng danh thoát biến thành siêu thị Chanel. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi.
nhà thiết kế đại tài Karl Lagerfeld dường như khẳng định sự sáng tạo bậc nhất của mình trong làng thời trang qua show diễn của Chanel thời thượng và mang đến cho những người yêu thời trang thế giới một không gian đầy màu sắc tại tuần lễ thời trang Paris thu đông 2015. Không gian bên trong bảo tàng Grand Palace được Chanel biến thành một siêu thị vui nhộn. Sự sáng tạo này đem tới bất ngờ và niềm hứng khởi đặc biệt cho cả khách mời lẫn người mẫu tham gia trình diễn. Thậm chí các người mẫu còn vừa trình diễn vừa đẩy xe hàng và trò chuyện rôm rả như đang mua sắm. Các người mẫu trình diễn liên tục và lướt qua các lối đi, nhặt thảo dược, chổi và chậu sau khi đi bộ xung quanh sàn diễn. Lagerfeld chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp của ông khi để các người mẫu ở lại và trình diễn trên sàn catwalk trong toàn bộ show diễn. Một góc nhỏ của sàn diễn được bày trí công phu bằng những mặt hàng hóa từ đồ gia dụng cho đến thực phẩm. Và tất nhiên, mọi món hàng trên sàn diễn này đều được nhà thiết kế lừng danh Karl Lagerfeld gắn mác Chanel. Trái ngược với không khí vui nhộn của Chanel, thương hiệu Alexander McQueen lại đưa khán giả đến với vùng đất đầy hoang tàn và ẩm mốc trong tuần lễ thời trang Paris thu đông 2014-2015. Không gian của show diễn được bài trí như một nghĩa trang u ám và ma quái đến rợn người. Sân khấu được kết hợp với hiệu ứng ánh sáng đầy mờ ảo cùng với cách trang điểm với tông trắng toát, kết hợp theo hình xoắn ốc và mang trang phục toàn màu đen, nhẹ nhàng lướt đi trên nền đất hoang sơ. Nhà thiết kế Sarah Burton đã thực sự biết cách làm cho bộ sưu tập của Alexander McQueen dẫn dắt cảm xúc của người xem, khi thì đưa họ chìm đắm vào sự sợ hãi đầy choáng váng, nhưng rồi lại tỏ ra thích thú với ý tưởng độc đáo này. Các cô người mẫu bước xuống đường băng trong những bộ trang phục kết hợp với các chất liệu lông thú đầy biến hóa, mái tóc được thiết kế vằn vẹn đầy công phu. Giám đốc sáng tạo Regan Guido đã đan xen xu hướng tóc của tương lai vào cảm hứng tóc cổ điển thời đại Elizabeth để tạo nên diện mạo thời trang tóc cho Alexander McQueen trong mùa thu đông năm nay. Mẫu thiết kế của McQueen được cắt thành hình thang lấy cảm hứng từ những phục trang đế chế cổ đại. Phần tay áo bồng bềnh cân đối lại vẻ đẹp nữ tính cho các bộ trang phục. Những chiếc cung, cổ áo và lông thú là những gì làm nên vẻ đẹp hoang dại cho bộ sưu tập. Các cô người mẫu tựa như bước ra từ một khu rừng trong xứ sở thần tiên. Không gian nghệ thuật được bao phủ bằng những sắc màu rêu phong, đất rừng và sương khói, càng tạo thêm cảm giác ma mị răng mắt trên vùng đất thời trang McQueen. Giám đốc sáng tạo Sarah Burton cho biết, cô muốn mượn vẻ đẹp của những con thú, một vẻ đẹp hoang dã để lược tả bộ sưu tập thu đông năm nay theo cái nhìn của riêng cô. Thưa quý vị, những sân khấu độc đáo và những câu chuyện thú vị để kể cho những người yêu thời trang những mẫu thiết kế thu đông đẳng cấp 2014-2015 là những gì mà 4 tuần lễ thời trang lớn nhất thế giới đã làm được trong tháng 2 vừa qua. Và những hình ảnh thú vị về những sân khấu trình diễn vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 100 độ Fashion hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.